Truyện vàng cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bé Màu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 135, cao thủ nhiều như mây. Không sao, không sao, lão phu rất thích tài bồi hậu bối tài tuấn như ngươi, ngàn vạn lần đừng khách khí với lão phu. Ha ha. Nguyên Long Bán Thánh cười to, sau đó hóa thành thánh quang bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Tử Hà Bán Thánh ý vị thâm trường nhìn Lâm Dạc, cực kỳ tiếc hận, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, nhắm mắt không muốn nhiều lời nữa, phất tay nói: nếu còn tâm ý đã quyết như vậy, di sư cũng không khuyên nhiều. Trong Thượng Thanh Cung có một vị tiền bối muốn gặp con, đi vào đi. Trương Nhật Trần đương nhiên biết nguyên nhân Tử Hà Bán Thánh đau lòng, nhưng không có bởi vậy cải biến quyết định của mình, chỉ nhìn Tử Hà Bán Thánh cung kính cúi đầu tiến vào Thượng Thanh Cung. Đợi đến lúc Trương Nhật Trần đi rồi, Tử Hà Bán Thánh mới thở ra một hơi, cực kỳ đau lòng nói: Tử Hà Linh Sương thật dứt giả ra một hạt giống tốt như vậy, chẳng là phải nhìn hắn tự hủy tiền đồ sao? Thánh đạo tu luyện cuối cùng là sự tình của mình. Tuy Tử Hà Bán Thánh có thể dựa vào tu vi cường đại bắt buộc Lâm Dạc sự chủ quyết định đi tham gia kiếm đạo lần võ cảnh giới thấp, nhưng Tử Hà Bán Thánh biết rõ như vậy cũng không cải biến được tâm của hắn, như thế lại có làm được cái gì? Tử Hà Bán Thánh lắc đầu, đối với Lâm Dạc là triệt để thất vọng, cực kỳ tiếc hận, không muốn xen vào hắn nữa, một mình đi ra Thượng Thanh Cung. Tiến vào Thượng Thanh Cung, Trương Nhật Trần trông thấy trong đại điện vàng son lộng lẫy đứng một lão đạo áo bào trắng, tóc dài màu trắng giống như thác nước rủ xuống mặt đất. Trên người hắn không có khí tràng cường đại, tự như chỉ là một lão giả bình thường. Trương Nhật Trần lại biết có thể làm cho Tử Hà Bán Thánh gọi tiền bối, sao có thể là người bình thường. Bái kiến tiền bối. Trương Nhật Trần hành lễ nói. Sau khi Trương Nhật Trần vào cửa, lão già tóc bạc cẩn thận quan sát hắn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười hiền lành nói: Không cần đa lễ. Lâm Dạc, ngươi có biết gì sao bần đạo phải gặp riêng ngươi không? Trương Nhật Trần một lần nữa đứng thẳng thân thể nói: Hẳn là tiền bối muốn hỏi thăm lúc trước trên nghi thức sắc phong tại sao lại sinh ra dị tượng tử khí 800 dặm. Lão già tóc bạc cười nói: Nếu ta thật hỏi ra vấn đề này, người nhất định sẽ nói cho ta biết. Người cũng không biết nguyên nhân đúng không? Đệ tử thật không rõ nguyên nhân trong đó. Trương Nhật Trần bình tĩnh nói. Tuy hai người mới vừa gặp mặt, nhưng Trương Nhật Trần đã có thể cảm giác lão đạo kia không đơn giản, tự như bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Hắn rốt cuộc là thần thánh vương nào? Lão đạo tóc trắng chắp hai tay sau lưng nói: Người không biết nguyên nhân, nhưng bần đạo lại biết một chút, người có muốn biết không? Xin tiền bối chỉ điểm. Sắc mặt của lão đạo tóc trắng trở nên nghiêm nghị nói: Người có biết ở trước thời kỳ Trung Cổ cùng lục giới là có thần tồn tại hay không? 10 vạn năm trước có người chặt đứt tiếp thiên thần mộc của cung lục giới, từ đó về sau trong thiên địa không còn xuất hiện qua thần. Thời đại Trung Cổ cũng là lúc đó kết thúc, nghênh đón thời đại vô thần, cũng chính là thời đại cận cổ mà chúng ta hay nói. Trương Nhật Trần yên lặng lắng nghe, không có lên tiếng. Lão đạo tóc trắng tiếp tục diễn giải: Lưỡng Nghi Tông là một trong tam đại chi nhánh của Thái Cực Đạo, khởi nguyên ở thời đại Thượng Cổ, cường thịnh ở thời đại Trung Cổ. Thời kỳ Thượng Cổ cách hiện tại đã cực kỳ lâu, đại khái hơn 80 vạn năm trước. Ba vị đệ tử Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh của Thái Cực Đạo đi vào trị thần Sương Lĩnh, sáng lập Lưỡng Nghi Tông. Về sau lại trải qua vô số thế hệ cố gắng phấn đấu, đã vượt qua nhiều lần hào kiếp, cũng hưởng thụ phồn hoa vô tận, rốt cục phát triển trở thành Lưỡng Nghi Tông hôm nay. Đương nhiên vừa rồi bần đạo nói toàn bộ đều là thần thoại truyền thuyết, mặc dù là trên điển tịch xưa nhất cũng không có ghi lại chuẩn xác về ba vị tổ sư. Tất cả hồ sơ của Lưỡng Nghi Tông bần đạo đều xem qua, lâu nhất cũng chỉ ghi chép đến 20 vạn năm trước. Lịch sử xa hơn chỉ có đôi câu dài lời, ai cũng không biết truyền thuyết thượng cổ phải chăng chân thực tồn tại. Trương Dực Trần nhíu mày nói: Tiền bối là có ý gì? Lão đạo tóc trắng cười cười nhìn Trương Dực Trần nói: Người dùng hợp ba đạo kiếm ý hết sức đặc thù, không phải kiếm ý của Lưỡng Nghi Tông trong 20 vạn năm qua lưu lại. Nói cách khác, người lưu lại kiếm ý ở trước 20 vạn năm. Lưỡng Nghi Tông 20 vạn năm trước cũng chỉ có ba vị tổ sư kia, đến đây như trước được người truyền tụng. Trương Nhật Trần cười nói: Chẳng lẽ tiền bối cho rằng đệ tử dung hợp chính là kiếm ý của ba vị tổ sư khai tông lưu lại? Người khác thì không có khả năng, thế nhưng người lại bất đồng. Người tổng cộng đưa tới 4 lần chư thần cùng minh,
trong cơ thể có chư thần ưng ký, là có số mệnh chư thần gia thân, chưa hẳn không thể dẫn ra kiếm ý của ba vị tổ sư lưu lại. Lão đạo tóc trắng vẫn cười nhìn Trương Nhật Trần. Trong nội tâm Trương Nhật Trần lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lão đạo trước mắt đến cùng là người nào? Sao có thể nhìn ra hắn đưa tới 4 lần chư thần cộng minh? Chư thần ưng ký có thể tự động che giấu, mặc dù là thánh giả cũng không có khả năng phát hiện. Tu vi của lão đạo tóc trắng đến cùng cao bao nhiêu? Hẳn là làm sao chứng kiến chư thần ưng ký còn đoán được Trương Nhật Trần đưa tới 4 lần chư thần cộng minh? Hắn có thể nhìn thấu chư thần ưng ký, chẳng phải cũng có thể nhìn thấu hình dáng của Trương Nhật Trần sao? Trương Nhật Trần cực kỳ khẩn trương, vì chỉ có trên mặt như trước biểu hiện thong dong bình tĩnh. Lão đạo tóc trắng xoay người phất phất tay nói: Lâm Nhạc, người đã đạt được ba đạo kiếm ý, vô luận có phải kiếm ý của ba vị tổ sư khai tông hay không, người cũng phải cố gắng lợi dụng. Lui ra đi, chuẩn bị kiếm đạo lần võ, có thời gian có thể đi sông Cổ Thần Sơn một lần, ở đó người có lẽ lấy được một ít chỗ tốt. Nghe lão đạo tóc trắng gọi hắn Lâm Nhạc, Trương Nhật Trần lập tức trầm tĩnh lại, biết đối phương sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng vì cái gì lão đạo tóc trắng không vạch trần hắn? Chẳng lẽ lão đạo tóc trắng tin tưởng hắn như vậy, không nghi ngờ hắn là nội gián của Hắc Thị hoặc Ma Giáo? Trương Nhật Trần trăm mối vẫn không có cách giải, tâm tình ngũ vị trần tạp, đi ra Thượng Thanh Cung, dọc theo tiểu đạo trở về Tử Hà Linh Sơn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lưỡng Nghi Tông quả nhiên tàng long ngọa hổ, dùng biến hóa chi thuật của ta hiện tại giấu giếm được bán thánh và thánh giả, nhưng không giấu giếm được một ít lão hoàng đồng tu di nghịch thiên. Phải tiếp tục tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, tu luyện dứt biến tới đại thành mới có thể bảo chứng hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Thời điểm Trương Nhật Trần trở lại Tử Hà Linh Sơn, Tôn Hoa Liễu không để ý thương thế trên người, đang chờ hắn ở bên ngoài tiểu viện. Bên người Tôn Hoa Liễu còn có một nam tử trẻ tuổi, dáng người bập bạp, cái bụng tròn căng như muốn chống đổ đào vào. Ánh mắt Trương Nhật Trần nhìn thoáng qua hắn, đại khái có thể đoán được người này khẳng định là một cát các một bàn tử trong Phong Tình Tam Kiếm Khách. Tôn Hoa Liễu ở trước mặt Trương Nhật Trần đã đề cập qua tên của hắn. Thần sắc của Tôn Hoa Liễu hết sức nghiêm túc, nói: Lâm lão đại, nghe nói người báo danh tham gia kiếm đạo lần võ, người lòng bát biến. Phong Tình Tam Kiếm Khách đã từng phát qua lời thề, ai tu vi cao nhất, người đó là lão đại. Trước kia một cát cát là người thứ nhất đột phá đến Ngư Long cảnh, cho nên hắn là lão đại. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Nhạc ngay cả đệ tử thánh truyền Ngư Long Tam Biến cũng có thể đánh bại, tu vi đã vượt qua Ngư Long Nhất Biến một cát cát, trở thành lão đại trong ba người. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu nói: Phải. Tôn Hoa Liễu và một cát cát liếc nhau một cái, đều có thể chứng kiến đối phương cười khổ. Tuy bọn hắn biết tu vi hiện tại của Lâm Nhạc rất cường đại, nhưng sẽ không cho rằng đã cường đại đến trình độ có thể đánh bại Ngư Long Bát Biến. Chỉ có điều hiện tại Lâm Nhạc là lão đại, bọn hắn không dám nhiều lời. Trương Nhật Trần dẫn hai người vào nội viện, tiến vào một gian thư phòng, ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tôn Hoa Liễu nói: Ta và Cái Hạo có một đồ ước, nếu thời điểm kiếm đạo lần võ người thua Bàng Long, ta sẽ mất một thanh thánh kiếm. Phốc. Tôn Hoa Liễu vừa mới ngồi xuống uống một ngụm trà, lại bị Trương Nhật Trần nói dò hoảng sợ, trà trong miệng toàn bộ phun ra, phun vào trên mặt một bàn tử. Lâm lão đại, Lâm đại gia, người đừng nói giỡn được không? Ta làm sao có thể chiến thắng Bàng Long? Người rõ ràng lấy thanh kiếm làm tiền đặt cược, cái giá quá lớn à? Nếu người thật có vô số bảo vật, không bằng đưa thanh kiếm cho hàng Tương Sư Muội, đoán chừng có thể bắt được trái tim của nàng. Vẻ mặt Tôn Hoa Liễu cầu xin nói. Một cát cát cũng thấy Lâm Nhạc làm quá điên cuồng. Lâm lão đại, tuy Tôn Hoa Liễu và Bàng Long đều là Ngư Long Nhất Biến tu vi, nhưng giữa hai người chênh lệch lại không phải nhỏ tí tẹo. Dùng thanh kiếm làm tiền đặt cược, chẳng phải không công tiện nghi Cái Hạo? Trương Nhật Trần lắc đầu nói: Ta làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Hiện tại cách kiếm đạo lần võ còn có một tháng thời gian, chỉ cần tu vi của Tôn Hoa Liễu có thể đột phá đến Ngư Long Nhị Biến, muốn thắng Bàng Long cũng không phải việc khó. Một tháng làm cho Ngư Long Nhất Biến đột phá đến Ngư Long Nhị Biến, căn bản không có khả năng. Một cát cát lắc đầu, khóe miệng Trương Nhật Trần nhếch lên, ngón tay gõ mặt bàn nói: Nếu là một người hoàn toàn xa lạ, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau là một loại duyên phận. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, lựa chọn như thế nào lỡ trong tay các ngươi. Tôn Hoa Liễu và một cát cát cảm thấy trong lời nói của Lâm lão đại tựa hồ còn có một tầng ý tứ khác. Gặp nhau là một loại duyên phận, đây không phải nói nhảm sao? Suy tư đại khái một phút đồng hồ, Tôn Hoa Liễu dẫn đầu quyết định. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể ở trước kiếm đạo lần võ đột phá đến Ngư Long Dị Biến, người bảo ta làm cái gì cũng được, ta sẽ lấy mạng thi liều giúp người thắng cược. Một cát cát cười nói: Đã như vậy, Phong Tình Tam Kiếm Khách tổng không thể bớt ta. Trương Nhật Trần nói: Tốt,
các ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ toàn lực giúp các ngươi. Các ngươi có thể ở trẻ tuổi như vậy tu luyện tới ngưng long cảnh, đã nói rõ nội tình của các ngươi không kém. Trái lại, các ngươi so với rất nhiều cái gọi là thiên tài càng thêm ưu tú. Chỉ cần có thể làm được 3 điểm, muốn chiến thắng bằng long cũng không phải gì khó. Tôn Hoa Liễu và Mục Cát Cát trăm miệng một lời hỏi: 3 điểm gì? Thứ nhất, tăng lên thể chất, các ngươi ít nhất phải luyện thành một loại bảo thể. Thứ hai, cải biến công pháp, các ngươi ít nhất cũng phải tu luyện công pháp dương cấp. Thứ ba, rèn luyện ý chí, các ngươi không thể tiếp tục trầm mê nữ sắc. Ta đã giúp các ngươi chuẩn bị ngũ hành linh bảo Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, chỉ cần các ngươi có thể luyện hóa đủ để bằng 10 năm cổ tu, còn có thể luyện thành thủy linh bảo thể. Công pháp dương cấp ta cũng đã giúp các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần các ngươi chuyển hóa công pháp tu luyện là được. Về phần lão sư giám sát các ngươi tu luyện, đồng thời giúp đỡ các ngươi rèn luyện ý chí, ta cũng thay các ngươi tìm được. Tiểu Hắc, kế tiếp ta giao bọn hắn cho ngươi. Tiểu Hắc. Tôn Hoa Liễu và Mục Cát Cát đồng thời nhìn ra ngoài cửa, rất muốn biết Lâm lão đại mới đến rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một thanh âm lười biếng tựa trong hành lang vang lên: không phải là làm bọn hắn ở trong vòng một tháng đột phá đến ngưng long dị biến sao? Đối với bản hoàng mà nói, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Hai người bọn họ thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn vào mặt bàn cách đó không xa, trừng mắt kinh ngạc phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là một con mèo mập. Một con mèo cũng có thể có bao nhiêu bản sự. Tiểu Hắc cũng không nói nhảm, hai chân đạp một cái lao ra, hóa thành lưu quang màu đen, dùng tốc độ như tia chớp đánh về phía Tôn Hoa Liễu và Mục Cát Cát. Hai người kêu thả một tiếng, đánh vỡ vách tường, lăn xuống đến bên ngoài tiểu viện. Bản hoàng đã phong bế kinh mạch của hai người các ngươi, từ giờ trở đi riêng phần mình phụ trọng 10 vạn cân, quay xung quanh Tử Hà Linh Sơn chạy 20 vòng. Tiểu Hắc xông ra ngoài, đứng ở trên bậc thang rống to một tiếng: một con mèo mập cũng dám đánh lén Hỏa Gia. A! Tôn Hoa Liễu tự hồ muốn phản kháng lại bị Tiểu Hắc đập bay ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn 720 độ, mới bành một tiếng rơi xuống mặt đất. Bên ngoài vang lên thanh âm hành hung, còn có tiếng kêu bi thảm của Tôn Hoa Liễu và Mục Cát Cát, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành thanh âm cầu xin tha thứ. Trương Dương Trần đối với đặc lực của Tiểu Hắc vẫn rất có lòng tin, lưu lại Hắc Thủy Lưu Ly Tinh và hai quyển công pháp, mới lấy cả khung thường một đồ tiến vào thế giới trong tranh. Bà đạo kiếm ý đến cùng có lai lịch gì? Xếp bằng ở dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, hai tay Trương Nhật Trần đặt ở trên gối, tên thực lực hoàn toàn thu về, chìm vào khí hải, bắt đầu điều tra ba đạo kiếm ý. Ba đạo kiếm ý biến thành ba cổ khí lưu cuộn trào, xuyên thẳng qua khí hải, quay chung quanh kiếm ý chi tâm xoay tròn. Mỗi một cổ khí lưu đại khái dài 30-40 dặm, rộng 100 mét, giống như một con sông lớn. Kiếm ý thật hùng hậu. Trương Nhật Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế kiếm ý chi tâm, để kiếm ý chi tâm hóa thành hình thái tiểu nhân, thượng thu ba đạo khí lưu. Nhưng kiếm ý chi tâm của Trương Nhật Trần so sánh với ba đạo khí lưu lộ ra quá mức nhỏ yếu, ngược lại bị một đạo khí lưu trong đó trùng kích bay ra ngoài. Tuy kiếm ý chi tâm bị khí lưu kiếm ý trùng kích, nhưng Trương Nhật Trần lại phát hiện kiếm ý chi tâm chỉ thoáng bị thương mà thôi. Trái lại chính là ngay vừa rồi trong đầu của hắn lóe lên linh quang, mê chứng kiếm đạo như trước kia không cách nào lý giải dần dần trở nên rõ ràng. Trương Nhật Trần cẩn thận quan sát, phát hiện bị một hiện tượng làm cho hắn cực kỳ giật mình. Vừa rồi kiếm ý chi tâm của hắn bị khí lưu kiếm ý trùng kích, xuất hiện vỡ ra rất nhỏ, những vết rách kia vậy mà hấp thu khí lưu kiếm ý, chữa trị kiếm ý chi tâm tổn hại. Ta hiểu được, ba đạo khí lưu kiếm ý giống như ba vị lão sư, chỉ cần ta không sợ khổ, không sợ bị khí lưu trùng kích, có thể học được tri thức kiếm đạo trong khí lưu kiếm ý. Ba đạo khí lưu kiếm ý không chỉ truyền thụ tri thức kiếm đạo cho Trương Nhật Trần, còn rèn luyện kiếm ý chi tâm của hắn, để kiếm ý chi tâm của hắn trở nên càng cường đại, càng tinh thuần hơn. Khoảng cách kiếm đạo luận võ chỉ có một tháng, thời gian của Trương Nhật Trần tương đối gấp gáp, vì vậy lợi dụng tinh thần lực cường đại bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên khống chế kiếm ý chi tâm, cùng ba cổ khí lưu kiếm ý học tập kiếm đạo. Cùng lúc đó, hắn ăn huyền vũ thanh huyết, luyện hóa huyết khí và thanh khí, tăng lên tu vi cảnh giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thế giới trong tranh rất nhanh đã qua 2 tháng. Trương Nhật Trần đã luyện hóa được một giọt huyền vũ thanh huyết, tu vi tăng lên tới ngưng long tứ biến trung kỳ, tu luyện kiếm nhất tới tầng thứ 5. Lại qua 2 tháng, Trương Nhật Trần đã luyện hóa được giọt huyền vũ thanh huyết thứ hai, tu vi tăng lên đạt tới ngưng long tứ biến hậu kỳ, tu luyện kiếm nhất tới tầng thứ 6. Theo cảnh giới của Trương Nhật Trần càng ngày càng cao, muốn tăng lên tu vi cần luyện hóa huyền vũ thanh huyết cũng càng nhiều. Trương Nhật Trần luyện hóa 3 giọt huyền vũ thanh huyết, tốn hao nửa năm mới từ trong ngưng long tứ biến sơ kỳ tăng lên tới ngưng long tứ biến đỉnh phong. Cần biết ở ngưng long tam biến hắn chỉ luyện hóa 1 giọt thì đến được cảnh giới đỉnh phong. Giờ phút này kinh mạch toàn thân Trương Nhật Trần tràn ngập chân khí cuồng bạo,
trong đó một bộ phận chân khí vượt qua năng lực thừa nhận của hắn, từ trong lỗ chân lông tràn ra, bồng bềnh trong không khí, hình thành một hư ảnh huyền vũ dài ba trượng. Luyện hóa huyền vũ thanh huyết đúng là làm cho tu vi của Trương Nhật Trường nhanh chóng tăng lên, trùng kích đến Ngư Long tứ biến đỉnh phong. Chỉ có điều lực lượng tăng trưởng này cùng lực lượng của Trương Nhật Trường còn chưa hoàn toàn dung hợp, trong huyết khí và chân khí mới tăng lên, như trước có chứa khí tức của thanh hỏa huyền vũ bài xích lấy lực lượng của hắn. Trương Nhật Trường không có tiếp tục luyện hóa giọt huyền vũ thanh huyết thứ tư, mà duỗi ra một tay, điều động chân khí trong cơ thể, vận chuyển chân khí cường đại đến cánh tay, từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhật Trường cảm giác được kinh mạch cánh tay hơi đau đớn, chân khí của mình và chân khí mới tăng đang xung kích lẫn nhau. Vì vậy Trương Nhật Trường lập tức thu hồi một bộ phận chân khí, đồng thời làm cho tốc độ chân khí vận chuyển chậm dần, cảm giác cánh tay đau đớn lập tức biến mất. Tu vi đã đạt tới Ngư Long tứ biến đỉnh phong, dù tiếp tục luyện hóa huyền vũ thanh huyết cũng không có khả năng lập tức trùng kích đến Ngư Long ngũ biến. Từ giờ trở đi, ta phải làm cho tu vi lắng đọng một thời gian ngắn, để huyết khí và chân khí trong cơ thể càng thêm mượt mà, triệt để củng cố cảnh giới, mới có thể đi mở thánh mạch thứ hai, trùng kích Ngư Long ngũ biến. Tuy đột phá đến Ngư Long tứ biến đỉnh phong, tu vi bạo tăng, nhưng Trương Nhật Trường lợi dụng chân khí vẫn rất thấp, 10 thành lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Đổi một câu, bây giờ cảnh giới của hắn còn chưa vững chắc, đối với lực lượng tăng trưởng vẫn không thể hoàn mỹ thi triển ra. Tại Ngư Long tứ biến, hắn như trước còn có không gian tăng lên rất lớn. Đương nhiên, mặc dù là dùng thực lực của hắn bây giờ cũng đã mạnh hơn trước kia một đoạn rất lớn. Trương Nhật Trần thu chân khí trở về, đình chỉ tu luyện, lấy ra trọng y của kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Bá bá, chỉ tiện tay nâng kiếm, lập tức xung quanh của hắn xuất hiện hơn 10 đạo kiếm khí. Trong chốc lát, khí chất cả người trở nên cực kỳ cao quý, lăng lệ ác liệt, giống như hóa thành một vị kiếm thánh áo trắng. Trương Nhật Trường rất nhanh vung kiếm ra ngoài, kéo ra kiếm khí thật dài, hóa thành kiếm lộ dài hơn 20 trượng, bay về phía xa xa. Kiếm khí mạnh mẽ làm mặt đất một phân thành hai, lưu lại một khe đất thật sâu. Thiên tâm chỉ lộ, thiên tâm mãn nguyệt. Đạt tới kiếm dứt tầng thứ 7, Trương Nhật Trường lý giải kiếm đạo, không biết thấu triệt hơn trước kia gấp bao nhiêu lần. Cực kỳ đơn giản thì triển ra thiên tâm kiếm pháp lên cấp hạ phẩm, vậy mà bộc phát ra uy lực của kiếm pháp quyền cấp hạ phẩm. Thì triển ra một kiếm cuối cùng, Trương Nhật Trần mới thu trọng uy của kiếm vào. Kiếm nhất tổng cộng có 10 tầng, theo lý thuyết càng sâu lại càng khó tu luyện, tốn hao thời gian càng nhiều. Nhưng có ba đạo khi lưu kiếm ý chỉ điểm, tốc độ tu luyện kiếm đạo của ta chỉ chậm lại một chút. Dùng tốc độ tu luyện hiện tại của ta, tối đa một năm nữa có thể tu luyện kiếm nhất tới tầng 10 đại viên mãn. Nếu mau chút ít, chỉ cần 8 tháng là có thể luyện thành. Không chỉ tìm hiểu kiếm nhất tới tầng thứ 7, Trương Nhật Trần phát hiện kim ý chi tâm trong khí hải đã trở nên óng ánh sáng long lanh, tự như bảo thạch tạo bắt ra hào quang chói mắt. Căn cứ Trương Nhật Trần phán đoán, đây là cảnh giới kiếm đạo sắp đột phá đến kiếm tâm thông minh cao cấp. Cảnh giới kiếm đạo có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, khẳng định có quan hệ tới ba đạo khi lưu kim ý. Lần này bế quan, thành quả tu luyện vẫn để cho Trương Nhật Trần cực kỳ thỏa mãn. Thế giới trong tranh đã qua nửa năm, ngoại giới trôi qua tiếp cận 20 ngày. Trương Nhật Trần tính toán một chút, hôm nay là ngày 1 tháng 3. Mỗi tháng ngày đầu tiên, cổ thần sơn sẽ mở ra một lần. Vô luận là bởi vì hiếu kỳ với cổ thần sơn hay vì điều tra thiên địa thế đàn, Trương Nhật Trần nhất định phải đi sâu một lần. Trương Nhật Trần đi ra thế giới trong tranh, trở lại Tử Hà Linh Sơn. Hắc gia, không cần thêm lửa, gian cầu ngươi, đừng có lại thêm. Đừng à, ta sắp bị đun sôi rồi. Bên ngoài phòng vang lên thanh âm kêu khóc của Tôn Hoa Liễu và một cát cát. Két, Trương Nhật Trần để cửa đi ra ngoài, chỉ thấy trong nội viện đặt hai cái nồi, trong nồi tất cả đều là các loại dược thảo và thú huyết, tản mát ra mùi tanh đậm đặc gây mũi. Tôn Hoa Liễu và một cát cát ngâm mình ở trong nồi sôi trào, trong nồi truyền ra tiếng kêu rên cực kỳ cao vút. Tiểu Hắc ở dưới nồi bố trí hai liệt diễm trận, không ngừng bỏ linh tinh hỏa thuộc tính vào trong trận pháp, để trong trận pháp tuôn ra hỏa diễm trở nên càng ngày càng tràn đầy. Hai cái nồi đã đốt đỏ bừng, bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ trong lò khủng bố vực nào. Tiểu Hắc đứng thẳng, hai cái móng vuốt chắp tay sau lưng, quay xung quanh hai cái nồi dạo bước, hừ lạnh nói: mỗi ngày sau khi huấn luyện thể năng, nhất định phải dùng dược huyết rèn luyện thân thể, mới có thể để cho thành quả tu luyện lớn nhất. Nếm trải khổ trong khổ, mới có thể thành người trên người. Hắc gia, ta đã gánh không được rồi. Trong lò bên trái truyền ra thanh âm thảm thiết của một cát cát. Tiểu Hắc trừng mắt nói: gánh không được cũng phải cánh, hai người các ngươi đừng đang ở trong phúc không biết phúc, phải biết được huyết trong lò chính là long tộc dùng để bồi dưỡng thú con. Ngoài trừ long tộc cũng chỉ sợ chỉ có bản hoàng mới biết cách điều trí. Đương nhiên
trong đó có vài loại thảo dược và thú huyết quá trân quý, không có thêm vào, cho nên các ngươi dùng dược huyết đại khái chỉ có 2-3 thành lực lượng của long tộc dược huyết. Dùng tu vi ngư long giúp biến của các ngươi, nếu 2-3 thành dược lực cũng gánh không được, chẳng phải là phế vật. Sử dụng bí pháp long tộc cao luyện thân thể, không chỉ có thể luyện ra tạp chất trong cơ thể, còn tăng cường huyết, cốt, da, gân. Đừng nói ngư long dị biến, coi như muốn trong thời gian ngắn đột phá đến ngư long tam biến cũng là sự tình có khả năng. Trương Dược Trường đi đến dưới hai cái lò hỏi: người bố trí dược huyết cho bọn hắn thực là dược huyết mà long tộc dùng để bồi dưỡng thú con? Đương nhiên. Tiểu Hắc biết Trương Dược Trường đã đi ra thế giới trong tranh, bởi vậy không kinh ngạc chút nào, ngẩng đầu lên nói: bản quạt ra tay há có phạm phẩm, thể chất của hai người bọn họ quá kém, nhất định phải dùng thuốc mạnh mới có thể chính thức lớn lên. Sử dụng dược huyết của long tộc ngao luyện thân thể, dù không đạt tới trình độ của ống long, ít nhất cũng có thể làm cho nhục thể của bọn hắn cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới khác mấy lần. Đương nhiên đây cũng là rèn luyện ý chí của bọn hắn, nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua, dù ngươi cho bọn hắn tài nguyên nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng không thành cường giả được. Đại khái một lúc lâu sau, dược huyết trong lò đã hết, Tiểu Hắc mới thả tung hoa liễu vào một cát cát từ trong lò ra. Hai người bọn họ toàn thân đều bị một tầng bùn bóng màu đen bao phủ, tự nhiên biến thành hai thi khô. Đừng giả chết, hôm nay là ngày cổ thần sơn mở ra, nếu bỏ qua cũng chỉ có thể chờ tháng sau. Trương Dược Trần nói: Ba. Tung hoa liễu vào một cát cát, lập tức phá vỡ bùn bóng, lòng tinh hổ mạnh bay lên, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất. So sánh với 20 ngày trước, hai người bọn họ giống như thoát thai hoán cốt, trên người tản mát ra khí tức cường đại giống như hung thú. Mặt ngoài làn da xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, khoảng cách ngư long dị biến luyện mi thành kim đã không xa. Thủ đoạn của Hắc gia quả nhiên lợi hại, tuy mỗi lần tu luyện đều dài dò người đến chết đi sống lại, nhưng chỉ cần dùng được huyết ngao luyện thân thể, thương thế trên người sẽ lập tức khỏi hẳn, hơn nữa lực lượng còn thêm một mảng lớn. Một cát cát đói, tuy một cát cát vẫn cực kỳ mập mạp, thế nhưng Trương Dược Trần có thể nhìn ra so sánh với lúc trước đã gây hơn một vòng lớn. Tôn Hoa Liễu nhìn hai cánh tay của mình hết sức kích động, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nói: Hắc gia quá trâu bò rồi, đây là muốn bồi dưỡng Tôn Hoa Liễu ta thật tuyệt thế cao thủ à? Chỉ là một cái bàn long há có thể là đối thủ của ta? Tôn Hoa Liễu ôm Tiểu Hắc miệng hôn tới, ầm ầm. Tiểu Hắc vung móng vuốt đánh Tôn Hoa Liễu bay hơn 10 trượng, xem thường nói: cách bản hoàng xa một chút, lấy thể chất của ngươi bây giờ, cách tuyệt thế cao thủ còn kém xa vạn dặm. Trương Dược Trần lắc đầu cười nói: hai người các ngươi còn không mau đi thay y phục, đợi xuất phát rồi. Tôn Hoa Liễu vào một cát cát, thay đạo bào màu xanh của đệ tử thánh truyền, cùng Trương Dược Trần đi về phía cổ thần sơn. Ngày đầu tiên mỗi tháng là một thời gian rất trọng yếu, đệ tử thánh truyền bình thường rất ít lộ diện, phần lớn đều tụ tập đến dưới cổ thần sơn, làm cho cổ thần sơn bình tĩnh trở nên ồn ào náo nhiệt. Trương Dược Trần đi tới bên ngoài cổ thần sơn cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Xung quanh tất cả đều là đệ tử thánh truyền mặc đạo bào màu xanh, tu vi yếu nhất cũng là ngư long nhất biến. Phải biết tùy tiện một đệ tử thánh truyền đi ra ngoài cũng là cường giả nhất đẳng. Nhiều đệ tử thánh truyền như vậy tụ tập chung một chỗ, chỉ cần nghiền áp qua, đoán chừng không tới một canh giờ có thể làm cho một thánh giả môn phiệt biến thành phế tích không có người sống. Trong ba người chỉ có một cát cát là trước kia xông qua cổ thần sơn nên có chút lý giải. Một cát cát nói: kỳ thật dị giảng không có nhiều người như hôm nay, chủ yếu là sắp cử hành kiếm đạo lần chỏ, những đệ tử thánh truyền ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện không sai biệt lắm đều phản hồi tông môn rồi, còn có một phần đệ tử thánh truyền bế quan cũng đình chỉ tu luyện bắt đầu đi ra. Bọn hắn một là điều chỉnh bản thân muốn trước kiếm đạo lần chỏ đạt tới trạng thái tốt nhất, hai là bọn hắn muốn sớm tìm hiểu có đối thủ cạnh tranh nào, từ đó làm ra sách lược ứng đối. Lưỡng Nghi Tông là vạn tông đứng đầu, cơ hồ mỗi một ngày đều có ngàn vạn người từ thiên nam địa bắc chạy đến bái sư. Mỗi một năm ba cung 72 viện đều chọn lựa ra một hai thiên tài nổi tiếng dùng để trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác, mỗi một năm Lưỡng Nghi Tông đều chọn lựa ra 100-200 nhân tài trọng điểm bồi dưỡng. Trăm năm trôi qua, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất. Kể từ đó trong đệ tử thánh truyền tự nhiên là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Soạt, đúng lúc này một đạo kim quang màu tím từ đằng xa bay tới, đến bên ngoài cổ thần sơn mới dừng lại. Đó là một thanh cổ kiếm màu tím dài 7 mét, lơ lửng ở cách mặt đất 10 trượng. Từng đạo điện quang màu tím quay chung quanh thân kiếm chuyển động, phát ra thanh âm sẹt sẹt. Trên cổ kiếm màu tím đứng một bóng người, bộ dạng tầm 29 tuổi, đạo bào trên người cực kỳ sạch sẽ, trong mắt lộ ra hào quang bệ nghĩ, cho người một loại cảm giác bao quát chúng sinh. Tử sát kiếm,
Chẳng lẽ là Dương Vũ Phàm phản hồi tông môn? Già hỏa biến thái kia đoán chừng cũng là về tham gia kiếm đạo lần võ, cũng không biết tu vi của hắn đạt tới trình độ gì. Bên ngoài cổ thần sơn, ánh mắt chư vị đệ tử thánh truyền đều chăm chú vào cổ kiếm màu tím. Có người lộ ra ánh mắt sùng bái, cũng có người trên mặt hiện ra thần sắc kính sợ. Ánh mắt Trương Nhật Trần cũng nhìn về phía nam tử kia. Có thể ngự kiếm phi hành, đã nói cảnh giới kiếm đạo của hắn đạt tới kiếm tâm thông minh. Huống chi trong Thượng Thanh Cung có bố trí trận pháp cấm bay, bình thường chỉ có bán thánh mới có thể phi hành ở trong Thượng Thanh Cung. Thế nhưng người này rõ ràng cũng có thể ở Thượng Thanh Cung ngự kiếm phi hành mãi cho đến dưới cổ thần sơn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương cực kỳ lợi hại. Trương Nhật Trần hỏi: Hắn là người phương nào? Trong mắt Mục Cát Cát lộ ra thần sắc kính sợ, nói: Lâm lão đại, người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Người này tên Tần Vũ Phàm, Hoàng bảng, Huyền bảng, Địa bảng, ba bảng đệ nhất 20 năm trước. Mặc dù không phải thiên bảng thứ nhất, hắn cũng từng đạt tới thứ ba, có thể nói tuyệt đại thiên kiêu của Lưỡng Nghi Tông. Thời điểm ta bái nhập Lưỡng Nghi Tông, hắn vừa mới đạt tới thiên bảng thứ ba, trong vòng một đêm danh chấn đông vực, trở thành thiên tài chạm tay có thể bỏng của thời đại kia. Tính toán thời gian, hắn đã trở thành đệ tử thánh truyền 18 năm rồi. 18 năm trôi qua, cũng không biết tu vi của hắn đạt tới trình độ gì. Trương Nhật Trần nhìn chằm chằm Tần Vũ Phàm, nói: Ngưng Long Bát Biến. Một Cát Cát nói: Dùng thực lực của Tần Vũ Phàm, nhất định xếp thứ nhất trong kiếm đạo lần võ Ngưng Long Bát Biến. Tôn Hoa Liễu lắc đầu cười nói: Thực lực của Tần Vũ Phàm đúng là rất biến thái, thế nhưng muốn cầm thứ nhất trong Ngưng Long Bát Biến chỉ sợ vẫn có chút độ khó. Theo ta biết, chỉ ít có hai người có thể phân cao thấp với hắn. Trương Nhật Trần báo danh tham gia chỉ là kiếm đạo luận võ Ngưng Long Bát Biến, đương nhiên rất hứng thú với cao thủ Ngưng Long Bát Biến, hỏi: Hai người nào? Tùng Hoa Liễu nói: Tiền Thiên Thông Minh, Tề Phi Vũ, Huyết Kiếm, Tạm Đông. Nghe Tùng Hoa Liễu nói ra hai danh tự này, Một Cát Cát cũng nhẹ gật đầu. Tề Phi Vũ là một trong tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, càng là truyền nhân của một vị trung cổ thế gia rất có sâu xa với Lưỡng Nghi Tông. Nghe nói thời điểm nàng còn chưa ra đời, đã có người sử dụng bí pháp truyền kiếm ý chi tâm vào thai nhi. Nàng vừa ra đời cũng đã là kiếm tâm thông minh, bởi vậy được xưng là Tiên Thiên Thông Minh. Có thể nói khởi điểm của nàng cũng đã cách xa chúng ta. Tu luyện kiếm ý chi tâm vốn cực kỳ không dễ đối với một tu sĩ mà nói, quả thực còn trọng yếu hơn mạng. Cũng chỉ có những cổ tộc kia vì bồi dưỡng truyền nhân mới có người làm ra sự tình điên cuồng như vậy. Tung Hoa Liễu nói: Về phần Tạm Đông, thiện phủ của hắn không nghịch thiên như Tần Vũ Phàm và Tề Phi Vũ, nhưng người này là cực kỳ hung ác, tu luyện hung ác, đối với mình cũng cực kỳ ác độc. Tu luyện Huyết Kiếm Kinh, tỷ lệ tử vong đạt tới 90%, bất luận kẻ nào cũng không dám tu luyện. Hắn lại liều chết tu luyện, cuối cùng hắn trở thành người thứ nhất luyện thành Huyết Kiếm Kinh của Lưỡng Nghi Tông trong vạn năm qua. Sắc mặt Bụng Cát Cát ngưng trọng, nói: Người này là một kiếm si, ngoại trừ kiếm hắn không có hứng thú với bất kỳ vật gì. Bởi vì tư chất có hạn, Tạm Đông mãi đến 38 tuổi mới đột phá Ngưng Long cảnh, trở thành đệ tử thánh truyền, so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng sau khi trở thành đệ tử thánh truyền, hắn liền tiến về chiến trường khư giới lịch lãm rèn luyện. Hơn 30 năm đi qua, không chỉ không chết ở chiến trường khư giới, ngược lại dựa vào chiến công hiển hách tích lũy điểm quân công khổng lồ, thậm chí vượt qua một ít bán thánh. Đây là một người biến thái cỡ nào, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy đáng sợ. Trương Nhật Trần mím môi nói: Tuy tư chất của Tạm Đông không kinh diễm, nhưng dựa vào bản thân cố gắng, một bước một dấu chân tích lũy, loại người này mới thực sự đáng sợ. Chỉ cần tích lũy tu vi tới trình độ nhất định là hắn có thể nước chảy thành sông, đột phá đến bán thánh. Nhưng Tần Vũ Phàm và Tề Phi Vũ muốn đột phá đến bán thánh tuyệt đối khó hơn hắn rất nhiều. Nhưng Tần Vũ Phàm và Tề Phi Vũ muốn đột phá đến bán thánh tuyệt đối khó hơn hắn rất nhiều. Trương Nhật Trần cũng là người thiên tư không đủ, thậm chí xa xa không bằng Tạm Đông, cho nên hắn hiểu được muốn đổ kịp bộ pháp của thiên tài khó khăn như thế nào. Đương nhiên hắn may mắn hơn Tạm Đông rất nhiều, có được vài thứ mà thiên tài khác không có, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh hơn Tạm Đông. Tính toán thời gian, Tạm Đông đã tu luyện 60 năm, cũng không biết thực lực của hắn đạt tới trình độ kinh người gì. Một Cát Cát hít một hơi, đói: Lâm lão đại, người tham gia kiếm đạo lần võ Ngưng Long Bát Biến thực là một lựa chọn sai lầm. Ngoài trừ Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Tạm Đông, ít nhất còn có 11 nhân vật lợi hại, trong đó có một ít lão gia hỏa đã tu luyện hơn 100 năm là không thể đột phá đến Ngưng Long cửu biến. Loại người này chỉ là trăm năm tích lũy cũng đủ để cùng cảnh giới khiêu chiến thánh thể. Tung Hoa Liễu nói: Vì Lưu Ly Bảo Đan, đoán chừng những lão gia hỏa này cũng sẽ nhảy ra tranh đoạt với người trẻ tuổi.
Trương Dực Trần lại có vẻ không sao cả, cười nói: tu sĩ thế hệ trước có thể tốn hao đại lượng thời gian tu luyện chủ kỹ định tim, cảnh giới kiếm đạo và khống chế lực lượng của bọn hắn nhất định diễn siêu giỏi giả trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn đã già, huyết khí suy yếu, thân thể bắt đầu sơ cứng, đến cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được. Bục Cát Cát và Tung Hoa Liễu đương nhiên không tin tưởng Trương Dực Trần có thể chống lại Ngư Long Bát Biến, càng sẽ không tin tưởng hắn có thể cùng cường giả trong Ngư Long Bát Biến phân cao thấp. Mau nhìn, Cái Hạo và Bàng Long đến rồi. Ha ha, nếu không phải tí nữa đi sông cổ Thần Sơn, ta thực muốn đi tìm Bàng Long chiến một trận. Tung Hoa Liễu bắt đầu xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử. Gần đây Tung Hoa Liễu tu vi tiến nhanh, đã đạt tới Ngư Long Dứt Biến đỉnh phong, tự nhiên lòng tin bạo trạp, rất muốn cùng Bàng Long chiến một trận, quét sạch hổ thẹn trước đó. Ánh mắt Trương Nhật Trần lại chăm chú vào trên người một nam tử khác đi cùng Cái Hạo. Người này tầm 30 tuổi, tướng mạo bất phàm, lỗ tai cực lớn, một mực rũ xuống đến bả vai. Nam tử kia tự hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình, vì vậy xoay người, đôi mắt lợi hại chăm chú vào trên người Trương Nhật Trần, cười lạnh buốt. Chứng kiến nam tử kia, thân thể Tôn Hoa Liễu lập tức chấn động, giống như bị sét đánh, đói. Lại là hắn, vì sao ta lại quên chứ? Trương Nhật Trần hỏi. Hắn là ai? Người này tên Hứa Trường Sinh, đệ tử thánh truyền của Thượng Thanh Cung, thiên tư cao hơn Bàng Long một ít, thực lực của hắn cực kỳ cường hoành, đã từng lấy tu vi Ngư Long Thất Biến đánh bại Ngư Long Cửu Biến. Tôn Hoa Liễu nói. Trương Nhật Trần cười cười nói, Ngư Long Thất Biến? Không, tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long Bát Biến. Tôn Hoa Liễu lắc đầu nói, Lâm lão đại, ta khuyên ngươi nên rời khỏi kiếm đạo luận võ đi. Hứa Trường Sinh khẳng định cũng sẽ tham gia kiếm đạo luận võ Ngư Long Bát Biến, hắn và Cái Hạo, Bàng Long là người cùng một đường, đến lúc đó hắn sẽ nhằm vào ngươi. Ngư Long Cửu Biến được xưng lưu ly bảo thể, chỉ cần là tu sĩ Ngư Long Cửu Biến thì tương đương với luyện thành một loại bảo thể, tự như thủy linh bảo thể, hỏa linh bảo thể, thể chất sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Cho nên đói, Ngư Long Bát Biến và Ngư Long Cửu Biến thực lực kém rất lớn, không chỉ là một cảnh giới đơn giản như vậy. Hứa Trường Sinh hiển nhiên không phải thánh thể, nhưng vẫn có thể dùng tu vi Ngư Long Thất Biến đánh bại Ngư Long Cửu Biến, bởi vậy có thể thấy được thực lực người này thật không đơn giản. Hôm nay hắn đột phá đến Ngư Long Bát Biến, nhất định sẽ trở thành người cạnh tranh top 10. Sau lưng truyền đến một giọng nữ tử cực kỳ dễ nghe. Như thế nào? Chứng kiến Hứa Trường Sinh, người bắt đầu sợ hãi. Nếu hối hận, hiện tại người còn có thể đi sửa chữa, báo danh tham gia kiếm đạo lần võ cấp thấp hơn. Trương Nhật Trần người được mùi thơm quen thuộc, xoay người nhìn Hàn Tương cười nói, áp lực nhất định là có, nhưng còn chưa nói tới sợ hãi. Hàn Tương đứng ở ngoài ba trường, mặc đạo bào màu xanh, bên hông quấn đai lưng màu trắng, dáng người uyển chuyển. Khí chất của nàng cực kỳ thanh nhã, như một cây thanh liên trên mặt hồ. Thế nhưng ánh mắt của nàng cực kỳ tà mị, cho người một loại cảm giác đẹp đẽ. Tung Hoa Liễu đã hâm mộ, lại ghen ghét kinh hô. Oa, Lâm lão đại, Hàn Tương sư muội chủ động đến gần ngươi, ta thật quá hâm mộ. Nhưng cách bị lực của Lâm lão đại vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế, để cho một cát cát ta cúng bái. Một cát cát nhìn chằm chằm Hàn Tương, cả người giống như mất hồn, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng. Tung Hoa Liễu và một cát cát cả kinh hô to, tự nhiên kinh động đến đệ tử thánh truyền xung quanh, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Chỉ có điều ánh mắt bọn hắn toàn bộ đều rơi vào trên người Hàn Tương. Mỹ nhân như Hàn Tương vô luận là ở địa phương nào cũng sẽ khiến người chú mục. Đệ tử thánh truyền ở đây rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tương, lập tức sinh ra cảm giác kinh diễm. Ánh mắt của Hứa Trường Sinh cũng rơi vào trên người Hàn Tương, liền không cách nào dời được. Lúc nào trong tông môn sinh ra một vị mỹ nhân tuyệt sắc như thế? Dùng mỹ mạo của nàng chỉ sợ không dưới Tề Phi Vũ. Hứa sư huynh, ngươi là bế quan khá lâu, cho nên mới không biết Hàn Tương sư muội. Hàn Tương sư muội là Hắc Ám Thủy, sớm đã cùng cái thiên kiều Tề Phi Vũ, Hồ Tiên Phi, Tịnh Sơn Lượng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân. Bên cạnh một vị đệ tử thánh truyền cười nói, đạt tới Hắc Ám Thể Tiểu Thành, ở cùng cảnh giới đủ để đối kháng thánh thể, chỉ là điểm này cũng đã làm cho vô số đệ tử thánh truyền sợ hãi thán phục. Ai không muốn kết hôn với một thiên chi kiều nữ ưu tú như thế? Huống chi khí chất trên người Hàn Tương đối với nam nhân mà nói là có lực sát thương trí mạng. Mặc dù là thiên kiêu như Hứa Trường Sinh, nhìn về phía Hàn Tương trong mắt cũng lộ ra thần sắc ao ước. Ánh mắt Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm ba người Trương Nhật Trần, nhíu mày nói, ba người bọn họ có lai lịch gì? Bàng Long hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, ba người này phân biệt gọi Lâm Nhạc, Tôn Hoa Liễu, Mục Cát Cát, bất quá chỉ là ba bại hoại phẩm hạnh thấp kém, tự xưng phong tình tam kiếm khách, trên thực tế chỉ chung môn tài họa nữ đệ tử trong tông môn. Hôm nay bọn hắn rõ ràng dám công nhiên đùa giỡn Hàn Tương sư muội, thật là càng ngày càng có trời bằng dung. Cũng không có ai đi ra quản bọn hắn. Bàng Long rất muốn làm hộ hoa sứ giả cho Hàn Tương,
đứng ra thu thập ba người Trương Nhật Trần. Bất quá từ khi hắn bị Trương Nhật Trần đánh bại thì tin tưởng ý thức được thực lực của hắn xa xa không bằng đối phương, bởi vậy hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ mà mở miệng sử dụng Hứa Trường Sinh. Cái Hạo nhìn Bàng Long chân mày cau lại. Cái Hạo tự nhiên có thể nhìn ra Bàng Long là cố ý kích Hứa Trường Sinh, muốn Hứa Trường Sinh đi đối phó Phong Tình Tam Kiếp Khách. Loại thủ đoạn này quá thấp kém, làm cho hắn cực kỳ phản cảm. Chỉ có điều Cái Hạo cũng không ưa sở tác sở vi của ba người Lâm Giạc, nếu Hứa Trường Sinh ra tay ngược lại có thể giáo huấn bọn hắn một chút. Hơn nữa dùng tu vi cường đại của Hứa Trường Sinh cũng có thể thăm dò ra thực lực chân thực của Lâm Giạc. Cái Hạo đối với điểm này mới thật cảm thấy hứng thú, bởi vậy không có nhiều lời. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Tông môn thu nhận đệ tử thật sự càng ngày càng tốt xấu lẫn lộn, người nào cũng có thể trở thành đệ tử thánh truyền sao? Nói xong, Hứa Trường Sinh sửa sang lại cổ áo, đi về phía trước, tới sau lưng Hàn Tương. Cái Hạo và Bàng Long tự nhiên cũng theo sau, đứng ở bên cạnh Hứa Trường Sinh. Ánh mắt Hứa Trường Sinh quét qua ba người Trương Dược Trần, cười lạnh buốt. Các ngươi là Phong Tình Tam Kiếm Khách. Tuần Hoa Liễu, Mục Cát Cát cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt tương đối, toàn thân lập tức giật mình, thân thể như dũng ra, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, kìm lòng không được lùi lại ba bước. Cũng không phải Tuần Hoa Liễu và Mục Cát Cát nhát gan, mà là tu vi của Hứa Trường Sinh quá mức cường đại. Vừa rồi nhìn như hắn chỉ tùy ý nhìn qua, trên thực tế hắn đã dung nhập lực lượng võ hồn vào ánh mắt, hóa thành lực uy hiếp truyền ra ngoài. Hứa Trường Sinh là Ngư Long Bát Biến, nhưng cường độ võ hồn mạnh hơn rất nhiều Ngư Long Cửu Biến, dùng tu vi của Tuần Hoa Liễu và Mục Cát Cát tự nhiên ngăn cản không nổi. Sắc mặt Trương Nhật Trần không thay đổi, cũng điều động lực lượng võ hồn dung nhập ánh mắt cùng Hứa Trường Sinh trực diện đối mặt đối. Các hạ có ý tứ gì? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải hạ nặng tay như vậy chứ. Không thể không nói, tuy mặt ngoài của Hứa Trường Sinh thoạt nhìn nho nhã, trên thực tế thủ đoạn lại độc ác, ra tay rất nặng. Vừa rồi nếu không phải Trương Nhật Trần sử dụng võ hồn ngăn trở ánh mắt của hắn, Tuần Hoa Liễu và Mục Cát Cát khẳng định đã biến thành hai người sống đời thực vật. Người này cực kỳ âm hiểm, về sau phải đề phòng, Trương Nhật Trần thầm nghĩ. Hứa Trường Sinh trông thấy Trương Nhật Trần mặt không đổi sắc, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đối phương lại có võ hồn cường đại như thế. Có Hứa Trường Sinh làm chỗ dựa, Bàng Long tự nhiên là không sợ hãi, quát lạnh một tiếng. Lâm Nhạc, Hứa sư huynh là không ưa nhìn các ngươi đùa giỡn Hạc Tương sư muội, cho nên mới muốn giáo hơn các ngươi một chút. Tuần Hoa Liễu đã tỉnh hồn, vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó chỉ vào cái mũi Bàng Long mắng to. Giáo hơn cái rắm, Hứa Trường Sinh dầu gì cũng là Ngư Long Bát Biến, lại đối phó ba đệ tử thánh truyền Tân Tấn, cũng không ngại mất mặt. Mục Cát Cát nói, Bàng Long, hôm nay tốt nhất nói cho rõ ràng, con mắt nào của ngươi trông thấy chúng ta đùa giỡn Hàng Tương sư muội? Rõ ràng là Hàng Tương sư muội tới tìm Lâm lão đại ôn chuyện. Hai người bọn họ, một cái lớn lên đẹp như tiên nữ, một cái ngọc tụ tâm phong, có thể nói trời đất tạo nên một đôi. Ta nói các ngươi đến quản cái gì? Ánh mắt của Bàng Long lạnh như băng, hai đấm điếc cùng một chỗ, mặt đứt dưới chân lõm xuống, trầm giọng nói, Hàng Tương sư muội sao có thể làm bạn với cặn bã như các ngươi? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Người nói ai là cặn bã? Tuần Hoa Liễu không cam lòng yếu thế, muốn xông lên cùng Bàng Long quyết đấu, bất quá là bị Trương Nhật Trần ngăn lại. Tuy Phong Tình Tam Kiếm Khách không có danh khí gì, thế nhưng Hứa Trường Sinh, Cái Hạo, Bàng Long là cực kỳ ưu tú, được xưng thượng thanh cung tam kiệt. Bởi vậy ba người bọn họ ở trong hàng đệ tử thánh truyền cũng có danh khí thật lớn. Chính vì ba người bọn họ danh khí lớn cho nên hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều đệ tử thánh truyền tới, đứng ở một bên vây xem. Hứa Trường Sinh rốt cục ý thức được hắn là bị Bàng Long lợi dụng, trong nội tâm không khỏi phẫn nộ. Đương nhiên xung quanh có vô số ánh mắt nhìn hắn, nếu hiện tại hắn bước trở ra nhất định sẽ làm cho rất nhiều người xem thường. Càng thêm mấu chốt là nữ đệ tử Hàng Tương kia thật quá đẹp, làm cho hắn có một loại cảm giác vừa gặp đã thương. Hứa Trường Sinh có chút ưu nhã nâng tay ý bảo Bàng Long lui xuống, sau đó hắn đi đến bên người Hàng Tương, cực kỳ phong độ mỉm cười. Hàng Tương sư muội, có cần Hứa mỗ ra tay giúp người dạy ba bài hoại này không? Đã quên tự giới thiệu, tại hạ đệ tử thánh truyền cuối cùng Thượng Thanh Cung Hứa Trường Sinh. Hàng Tương nhìn Trương Nhật Trần lộ ra dáng tươi cười ý vị thâm trường, sau đó thản nhiên hành lễ, thanh âm ngọt ngào nói, nguyên lai là Hứa sư huynh đại danh đỉnh đỉnh. Hàng Tương trước là tạ hảo ý của Hứa sư huynh, bất quá mọi người dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, lần này tạm thời tha cho bọn họ một lần, nếu còn có lần sau ta sẽ đích thân thu thập ba người bọn hắn. Bàng Long vội la lên, Hàng Tương sư muội không thể buông tha bọn hắn như vậy. Hứa Trường Sinh lạnh lùng lườm Bàng Long, trầm giọng nói, Bàng Long, Hàng Tương sư muội đã không muốn truy cứu, chúng ta tạm tha cho bọn hắn một lần, cần gì chấp nhặt với ba cặn bã. Cảm nhận được lửa giận của Hứa Trường Sinh,
Trên trán Bàng Long tắt ra mồ hôi lạnh, lập tức thức thời lùi xuống. Tôn Hoa Liễu nhìn bóng lưng Hàn Tương và Thượng Thanh Cung Tam Kiệt ly khai, trong nội tâm cực kỳ tức giận, hung hăng phun nước bọt, nói: có ý gì? Hàn Tương đến cùng có ý gì? Chúng ta lúc nào đùa giỡn nàng? Rõ ràng còn nói tha chúng ta một lần. Thực cho rằng Phong Tình Tam Kiếm Khách chúng ta đều là cặn bã sao? Một các cá khuyên nhủ: người thôi đi, vừa rồi Hàn Tương sư muội rõ ràng là giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Bàng Long đã đẩy Hứa Trường Sinh lên đầu sóng ngọn gió, nếu nàng không nói như vậy, Hứa Trường Sinh làm sao xuống đài? Hứa Trường Sinh không xuống đài được, nhất định sẽ cường ngạnh đến cùng, đến lúc đó không may chính là chúng ta. Dùng thân phận và địa vị của Hứa Trường Sinh, dù đánh chúng ta tạc phí, thậm chí phế tu vi của chúng ta, tông môn cũng sẽ không làm gì hắn. Cho nên nói, người nên may mắn mới đúng. Tôn Hoa Liễu thoáng suy tư, lập tức cảm thấy một cá cát nói có đạo lý, ánh mắt nhìn Trương Nhật Trần, nói: thật vậy sao? Trương Nhật Trần sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ dáng tươi cười ý vị sâu xa của Hàn Tương, nhẹ gật đầu, nói: dùng tình huống vừa rồi, Hàn Tương sư muội đích thật là giúp chúng ta. Tôn Hoa Liễu gãi đầu, cười mừng rỡ, nói: trước kia Hàn đại mỹ nhân không ưa nhất là chúng ta, chỉ cần bị nàng gặp gỡ, khẳng định không thể thiếu một chầu đòn hiểm. Hôm nay nàng là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lâm lão đại lại lặng lẽ chinh phục tâm hồn của Hàn đại mỹ nhân? Trương Nhật Trần cười lắc đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn ở địa phương nào lộ ra sơ hở, bị Hàn Tương nhận ra chân thân? Ầm ầm, mặt đất có chút chấn động, sơn môn của Cổ Thần Sơn từ từ mở ra, vô số đệ tử thánh truyền tuôn vào sơn môn, bắt đầu leo Cổ Thần Sơn nhất trọng sơn. Tôn Hoa Liễu cũng một ngựa đi đầu xông về phía trước, rất nhanh thì đến chân núi nhất trọng sơn. Trương Nhật Trần cũng không nóng nảy, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ trông xem thế nào. Sau đó phát hiện một hiện tượng kỳ quái, tuy bên ngoài sơn môn tụ tập rất nhiều đệ tử thánh truyền, nhưng chỉ có đại khái một nửa người ra sức phóng tới nhất trọng sơn, nửa người còn lại đều đứng nguyên tại chỗ không có ý tứ hành động. Một cá cát tự hồ nhìn ra Trương Nhật Trần đang suy nghĩ cái gì, cười cười nói: mỗi tháng Cổ Thần Sơn sẽ đều mở ra một lần, bởi vậy có rất nhiều người đều cực kỳ tin tưởng thực lực của mình, dù đi sông cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Bọn hắn không phải tới sông Cổ Thần Sơn, mà là đến dò xét đối thủ của mình trong kiếm đạo lần võ. Trương Nhật Trần hỏi: sông Cổ Thần Sơn rất khó sao? Mục Cát Cát nói: không phải rất khó, mà là khó dưới lên trời. Đệ tử thánh truyền có thể leo lên nhất trọng sơn cũng đã xem như phượng bao lân giác. Thế nhưng ta nghe nói cái hảo Ngư Long Nhất Biến đã leo lên nhất trọng sơn. Trương Nhật Trần nói. Mục Cát Cát cười khổ: đó là bởi vì hắn là cái hảo, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông có thể ra mấy người như cái hảo. Cổ Thần Sơn khảo nghiệm chính là ngộ tính, ý chí, kiếm đạo của tu sĩ, đương nhiên cũng có quan hệ với tu vi càng cao, khẳng định các cường đại hơn. Ánh mắt Trương Nhật Trần nhìn về phía Cổ Thần Sơn, đột nhiên trông thấy có năm thân ảnh sông danh đã liên tiếp xông qua ba cửa ải kiếm đạo, ngộ tính, ý chí, leo lên nhất trọng sơn, tiến về phía nhị trọng sơn. Bên cạnh vang lên thanh âm khâm phục, người xông lên trước nhất là Tần Vũ Phàm, Tần Sư Huynh, thật quá lợi hại, dùng năng lực của Tần Sư Huynh, nói không chừng có thể leo lên nhị trọng sơn. Trương Nhật Trần ngẩng đầu ngắm nhìn một cái, quả nhiên thấy Tần Vũ Phàm ở trên nhị trọng sơn. Thực lực của người này rất bất phàm, nhất định sẽ là một đối thủ cường đại. Nghe nói mỗi leo lên một trọng sơn có thể uống thánh tiền trên đỉnh núi, tăng cường tu vi, cảm ngộ kiếm đạo càng sâu. Chính vì nguyên nhân này cho nên mọi người mới giúp sức liều mạng đi sông Cổ Thần Sơn. Kiếm của người đâu, cho ta mượn dùng một chút. Trương Nhật Trần nói, tháng trước một cát cát đã đi sông Cổ Thần Sơn, bởi vậy hôm nay sẽ không đi sông. Hắn lấy xuống bảo kiếm trên lưng đưa cho Trương Nhật Trần. Soạt, Trương Nhật Trần rút kiếm ra một đoạn, lập tức kiếm quang màu xanh da trời từ trong vỏ kiếm bộc phát, kiếm khí chấn động. Chân dụ bảo khí cấp 10 đã có thể dùng tạm. Trương Nhật Trần thu kiếm vào vỏ, không nhanh không chậm đi tới dưới chân núi nhất trọng sơn. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một thạch bích trân nhẫn màu xanh. Trên thạch bích khắc văn tự rộng rạp chằng chịt, nghe nói chỉ có đạt tới bán thánh mới có tư cách ở trên nhất trọng sơn lưu lại một chữ. Từng chữ đều ẩn chứa ý niệm kiếm đạo của bán thánh, cùng toàn bộ Cổ Thần Sơn du làm một thể. Ánh mắt Trương Nhật Trần rơi trên một chữ đạo. Soạt, chữ đạo hiện ra vầng sáng màu trắng từ trên thạch bích rơi xuống, hóa thành một đạo sĩ trung niên hơi mờ, bay thấp đến trước mặt Trương Nhật Trần. Đánh bại ta có thể thông qua cửa thứ nhất. Không có cho Trương Nhật Trần quá nhiều thời gian suy nghĩ, đạo sĩ trung niên duỗi ra một tay, nhắm hư không trảo một cái. Sau một khắc, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm dài ba xích. Trung niên liên tiếp dẫm ra 16 bước, hóa thành 16 bóng người, đồng thời đâm ra một kiếm đánh về phía 16 chỗ hiểm toàn thân Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần cực kỳ bình tĩnh, nhắm hai mắt lại, bá, rút ra bảo kiếm.
cánh tay xoay chuyển, trở tay đâm tới, mũi kiếm chuẩn xác không sai đụng lỗ ngực Trung Niên. Từ đầu đến cuối, bước chân của Trương Dật Trần không có di động thoáng một phát, động tác lộ ra hành vân lưu thủy. Thân thể Trung Niên hóa thành vầng sáng màu trắng, bay trở về thạch bích, lần nữa hóa thành chữ đạo. Đơn giản như vậy đã thông qua cửa thứ nhất. Trương Dật Trần mỉm cười, mở hai mắt ra nhìn xung quanh, rất nhiều đệ tử thánh truyền vẫn còn cùng bóng người chiến đấu. Trong đó tuyệt đại đa số người đều dùng thất bại chống dứt, chỉ có rất ít người mới đánh bại bóng người thông qua cửa thứ nhất. Hàng Tương và Bàng Long cũng đã thành công thông qua cửa thứ nhất, Tôn Hoa Liễu lại dùng thất bại chống dứt. Dưới chân núi Nhất Trọng Sương, khảo nghiệm là tu vi kiếm đạo của tu sĩ. Rất hiển nhiên, tu vi kiếm đạo của Tôn Hoa Liễu còn không bằng Hàng Tương và Bàng Long. Trương Nhật Trần leo lên đường núi, nhẹ nhàng bước đi. Hàng Tương một mực chú ý Trương Nhật Trần, chứng kiến thân ảnh của Trương Nhật Trần ở phía trước, lập tức thi triển thực pháp, nhanh chóng đuổi theo, rồi xuống bên cạnh, nói: "Thật không nghĩ tới, tu vi kiếm đạo của ngươi lại lợi hại như vậy, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại người thủ quan." Trương Nhật Trần rất bình thản, nói: "Chỉ là cửa thứ nhất của Nhất Trọng Sơn, không có gì đáng khoe khoang cả." Hàng Tư cười, nói: "Ngươi nói ra lời này, tổ hồ không quá giống tính cách của ngươi." "À," Trương Nhật Trần từ chối cho ý kiến. "Ngươi trước kia căn bản không hiểu cái gì là khiêm tốn, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng không thanh tịnh giống như hiện tại." Hàng Tương cười, nói. Trương Nhật Trần hỏi: "Lúc ấy ta lại dùng ánh mắt gì?" "Khi đó ngươi trong ánh mắt chỉ có dâm tà, hận không thể cởi sạch y phục trên người ta." Hàng Tương không xấu hổ chút nào, mỉm cười nói. Trương Nhật Trần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Tương, biết sơ lược tính cách của nàng, bởi vậy không kỳ quá chút nào. "Lâm Nhạc, ta cảm giác như ngươi bị quỷ hồn phụ thể, hoàn toàn biến thành một người khác. Người kia để cho ta cảm thấy hết sức quen thuộc, rồi lại có chút lạ lẫm." Trên mặt Hàng Tương có chút khiêu khích, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần, muốn xem ánh mắt của hắn có phát sinh biến hóa không. "Người coi như ta bị quỷ hồn bám vào người là được." Trương Nhật Trần thi triển thân pháp, bá xông ra ngoài, ở trên đường núi lưu lại vô số bóng người. Hàng Tương nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Dạc, cặp môi đỏ mọng mấp máy, lầu bầu nói: "Thật sự rất giống, khí chất của hai người sao có thể giống đến loại trình độ này? Chẳng lẽ người kia thực sự là mượn thân sống lại?" Ở sườn núi Nhất Trọng Sơn, độ cao 4.000m so với mặt biển, bốn phía tất cả đều là vách núi, không cẩn thận rơi xuống, coi như là tu sĩ Ngư Long Cảnh cũng sẽ ngã trọng thương. Trên vách đá dựng đứng, dùng thiết trụ thô nhám như thùng nước tạo thành một cây cầu dài 30 trượng, một mực kéo dài để ngang ở giữa không trung. Trương Nhật Trần dọc theo một cây thiết trụ đi vào giữa không trung, nhìn thoáng qua phía dưới, đệ tử thánh truyền ở dưới núi thân thể còn nhỏ hơn con kiến, nếu té xuống có thể nghĩ là sự tình kinh khủng mừng nào. Cuối mỗi một cây thiết trụ đều có một lầu cát bằng gỗ, cây cột màu đỏ thắm, ngói lưu ly màu vàng giống như tiên cát treo giữa không trung. Đại khái được một nén nhang thời gian, một đệ tử thánh truyền tu vi Ngư Long ngũ biến từ bên trong đi ra. Người này tự hồ không có thông qua cửa thứ hai, thở dài một tiếng đi xuống dưới núi. Trương Dực Trần để cửa ra đi vào lầu cát. Trong lầu cát, trên vách tường có treo một bức họa về một nữ tử mặc đạo bào màu trắng đang múa kiếm. Nữ tử cực đẹp, cho người một loại cảm giác tươi mát thoát tục. Đột nhiên, nữ tử trên tranh về mặt thực bắt đầu chuyển động, đang liên tiếp dẫm ra 7 bước, kiếm trong tay phát sinh 12 lần biến hóa. Chỉ tích tắc, nữ tử trong tranh ngừng lại, lần nữa trở nên bất động. Cái kia thực là một bức họa. Hết tập 135. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.